Chào tất cả các bạn. Thì ngoài Redis thì HazelCat cũng là một trong những cái nền tảng kết tương đối tốt, mã nguồn mở. Trước đây mình cũng đã sử dụng HazelCat cho các dự án phức tạp vì nó cũng được viết bằng Java, đồng nhất với ngôn ngữ và với công nghệ mà dự án sử dụng nên rất là tiện. Ngoài ra thì cơ chế Map Store của nó cũng cho phép tái sử dụng các cơ sở liệu thay vì phụ thuộc vào cái phần lưu trữ giống như Redis. Thì trong bài này Dũng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về HazelCat nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về mô hình hoạt động của HazelCat. Chúng ta sẽ có các kernel là chính là các kết nối từ các ứng dụng mà chúng ta muốn đưa dữ liệu hoặc vào HazelCat hoặc lấy ra. Nhưng mà cũng có một cái nữa đây là ở trong một cái ứng dụng của chúng ta thì chúng ta cũng có thể khởi tạo ra một cái HazelCat node để những cái node này có thể là trở thành một cái cluster và chia sẻ các cái dữ liệu cho nhau. Thì cơ lần này cũng có thể thay bằng node được. Thì HazelCat thì có thể là một cái server hoặc một cluster tùy theo chúng ta cài đặt. HazelCat cũng cung cấp nhiều cơ chế khác nhau để phân bổ dữ liệu cho các node server trong cluster. Trong một HazelCat cũng có các cái thành phần như là map này để mà lưu dữ liệu dạng key value để trên RAM để truy cập nhanh. Các cái map store lưu dữ liệu dạng key value trên RAM thì ngoài ra cũng cho phép lấy và lưu dữ liệu ở cơ sở dữ liệu, thì bạn có thể sử dụng bất kỳ loại cơ sở dữ liệu nào, có thể dùng MySQL hay Mongo đều được hết. Thì đây là một trong những cái đặc điểm rất tốt của HazelCat. Đó, như ở đây mình muốn nhấn mạnh là ở đây thì cũng có thể là không chỉ là các kernel mà có thể là các cái HazelCat node, chính là các cái HazelCat server để chúng có thể kết nối với nhau, có thể qua multicast chẳng hạn, để trở thành một cái cluster để chia sẻ cái dữ liệu. Đấy cũng là một trong những điểm rất là mạnh của HazelCat. Thì chúng ta sẽ cần khởi tạo module có tên Swing Boot HazelCat. Đây, mình đã khởi tạo cái module rồi. Tiếp theo chúng ta có thể tạo ra cái cơ sở liệu để mà lưu dữ liệu. Ở đây mình tạo cơ sở liệu tên là test này. Đó, và có cái bảng tên là person này. Đấy, ngoài ra bạn có thể cài HazelCat Measurement Center để theo dõi dữ liệu. Ở đây thì bạn có thể pull HazelCat Center này. Run này, ví dụ ở đây mình đã run rồi. Ok. Để cấu hình dự án thì chúng ta sẽ cần thay đổi cái HazelCat POM như sau. Đây, thì mình cũng đã thay đổi rồi. Thì ở đây mình sẽ thêm cái Data GPA và cũng sẽ thêm cái HazelCat Spring này hay MySQL để mà có thể lưu dữ liệu vào MySQL từ Map Store. Tiếp theo chúng ta sẽ bổ sung cấu hình, thì ở đây cũng là các cấu hình cơ bản thôi, cấu hình GDBC hay là cái quy định cái kiểu cách là HazelCat này. Đó. Tiếp theo chúng ta cần khởi tạo cái HazelCat configuration. Đó, thì ở đây chúng ta không sử dụng kernel mà chúng ta sẽ khởi tạo một cái HazelCat luôn cùng với cái ứng dụng này. Đó. Thì lúc này đây là một cái HazelCat server này. Đó. Và chúng ta setup cái kiểu cấu hình của nó là multicast, tức là nó có thể tự tìm được các cái node ở trong cái mạng LAN để mà tự động kết nối. Ok. Ok, thực ra thì ở cái bước này thì có thể bạn sẽ thấy hơi kỳ lạ, hơi khó hiểu. Lúc đầu mình tiếp cận HazelCat cũng thấy cũng hơi khó hiểu so với Redis, bởi vì mình chờ đợi là có một cái phần server giống như Redis chẳng hạn, và HazelCat cũng có thể tự lo phần lưu cơ sở liệu, nhưng mà khi mà sử dụng HazelCat thì không phải như vậy. Tuy nhiên là một chút nữa khi chúng ta chạy và mình sẽ mô tả rõ hơn những phần này. Ok. Tiếp theo chúng ta có thể tạo lớp dữ liệu, lớp person này. Đấy. Lớp này chính là dạng entity lưu cơ sở liệu này. Lớp repo thì là cho cái GPA này, lớp service. Ở cái lớp service này thì chúng ta mới thực sự sử dụng cái HazelCat này. Chúng ta sử dụng các Anderson Cachable này đấy để báo cho cái Spring biết rằng chúng ta sẽ dùng cách là HazelCat đó. Thì thực ra ở bên trong thì nó sẽ dùng cái gọi proceed ra button thôi, nó sẽ wrap lại các cái hàm save này, get này để thêm những cái phần kiểm tra. Ví dụ get này có thể nó kiểm tra xem là dữ liệu đã có trong HazelCat map chưa, nếu mà có rồi thì nó trả về, chưa có thì nó lấy cơ sở dữ liệu. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến video này. Bạn để
đọc các bài viết của Techmaster, và có thể theo dõi Facebook của Techmaster để xem các video của Techmaster. Bạn có thể theo dõi các kênh YouTube của Techmaster để nhận được các video mới nhất nhé. Ngoài ra bạn có thể chat với Techmaster qua Discord để chúng tôi có thể trả lời câu hỏi các bạn. Nên hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Xin chào.